Theo kết quả một cuộc thăm dò công bố hôm thứ Năm, thì có tới 2 phần 3 dân Mỹ sẽ gặp khó khăn để trả cho chi phí bất ngờ nếu lên đến 1.000 đô la. Đây là một chỉ dấu cho thấy, dù rằng đã mấy năm sau khi có cuộc đại suy thoái trầm trọng, tình hình tài chính của dân Mỹ vẫn tiếp tục trong hoàn cảnh trên vên. Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng thông tấn AP và NORC Center for Public Affairs Research cùng thực hiện, thì hoàn cảnh khó khăn này được thấy ở khắp mọi tầng lớp với các mức thu nhập khác nhau trong xã hội Mỹ. Có tới 75% các gia đình Mỹ thuộc nhóm có lợi tức ít hơn 50.000 đô la mỗi năm sẽ gặp khó khăn để có món tiền 1.000 đô la trả cho một chi phí bất ngờ. Tuy nhiên, ở mức lợi tức cao hơn, tức là từ 50.000 đô la đến 100.000 đô la thì tình trạng này cũng chỉ sút giảm chút ít, còn 67% ngay cả trong số 20% với lợi tức cao nhất nước, gồm những người có hơn 100.000 đô la thu nhập mỗi năm, thì có tới 38% trả lời là họ sẽ có một số khó khăn để trả số tiền 1.000 đô la đó. Có được một số tiền để dành chi trả cho những chi phí bất ngờ, dù là khiêm nhường, từ trước đến nay vẫn được coi là cần thiết để có được sự ổn định tài chánh. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Japan Institute, các gia đình có món tiền nhỏ để dành từ 250 đô la đến 749 đô la được thấy là ít có cơ hội bị đuổi nhà và ít khi cần sự trợ giúp của chính phủ.